Giờ mình sẽ cắt 6 bông mà 12 cái hình này ra nhé. Cái tiếp theo nha. Sau khi mà đã cắt xong, bây giờ mình sẽ gấp cái phần giấy này lại. Đó. Mình sẽ gấp tất cả cái phần giấy này lại nha. Sau khi mà đã gấp xong, bây giờ mình sẽ dùng kéo. Trước tiên dùng kéo thì mình sẽ dùng bút để vẽ cái phần cánh hoa ra đây nha. Mình sẽ vẽ tất cả cái phần cánh hoa này. Cái cuối cùng nha. Sau đó giờ mình sẽ cắt những cái cánh hoa mà mình vừa vẽ xong. Mình còn 3 cái nữa nha.
Sau khi mà mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ sau đó mình sẽ cắt ra một hình tròn. Cái hình tròn này thì mình cắt ra để nối cái phần cánh hoa lại với nhau. Các bạn sẽ để bán kính ở tầm 2 cm nhé. Giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Sau đó mình sẽ gắn từng cái cánh này lên. Mình cắt thiếu 2 cái rồi, bây giờ mình sẽ cắt thêm 2 cái nữa nhỉ. Mình sẽ cắt thêm 2 cái nữa. Giờ mình sẽ gắn nó lên nha. Như vậy là mình đã gắn xong bông hoa. Tiếp theo mình sẽ dùng màu vàng để làm nhị hoa nhé. Đầu tiên mình sẽ cắt ra một hình tròn. Rồi mình gắn lên bông hoa màu xanh là được nha. Thank you.
Tiếp theo mình sẽ làm cái cây nha. Để làm cái cây thì mình sẽ cắt ra một cái đường thẳng. Nếu như các bạn có sẵn một cái que hay một cái cây nào đó thì mình có thể tận dụng luôn nha. Mình sẽ cắt ra một tờ giấy, sau đó mình sẽ xoắn nó lại. Sau đó cố định bằng keo nha. Như vậy là mình đã được một cái cây này. Tiếp theo mình sẽ dùng tờ giấy màu xanh để làm cái lá. Bây giờ mình sẽ cắt ra hai cái lá. Giờ mình sẽ gắn hai cái lá này. Sau đó gắn hai cái cây. Tiếp theo là gắn lên cái lá màu xanh nha. Vậy là mình đã làm xong một bông hoa màu xanh vô cùng đơn giản và xinh xắn như thế này. Nếu mà các bạn thích thì có thể bắt tay vào làm cùng mình nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé.